Xin chào bạn, hôm nay mình giới thiệu đến bạn một mẫu nồi của Pana. Thì đây là nồi Pana cao tần bù ấm, nồi này có dung tích 1 lít đây, SRSTS 101 đấy các bạn, tức là 1 lít thì các bạn nấu được khoảng 2 bát, 2 bát rưỡi gạo, khoảng 5 người ăn nhé các bạn. Thì cái nồi này trong cái lô đấu giá của mình hôm cách đây khoảng 2 tuần đấy các bạn. Thì hôm trước khách cũng chốt rồi mà gửi ra nó vận chuyển bị bể như này các bạn này đấy. Thì khách thấy bể như này thì khách cũng không lấy nữa, thì giờ gửi vào gửi trả lại. Thì hôm qua mình mới nhận được, nay mình rao lên lại nhé các bạn, rao lại tất nhiên nó bẻ đó thì sẽ không được như cái giá hôm trước nữa đấy. Mẫu mới, cái này đời 2021 luôn nhé các bạn, đây, 2021 luôn đấy. Son thì nó cũng có chấm rồi nhé các bạn, nhưng mà chấm của Pana thì cái dòng này thì nó không ảnh hưởng gì đâu các bạn, nó không có bị loang ra đâu. Rồi bên trong đây đấy, cốc nước thì các bạn nhớ chú ý là nấu các bạn đổ 2/3 cốc nước vào đây để khi cơm chuyển về hâm thì nó sẽ đun nước này lên để nó phun hơi nước qua đây các bạn này, nó bảo quản cơm cho các bạn lâu hơn. Menu đây đấy. 54 phút đấy. Rồi mỗi nồi mình này mình đang bán với giá 1,8 triệu nhé các bạn, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Rồi mình cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé.